Này giới thiệu với mọi người, đây là cái bộ điện phân nước, từ máy hàn. Đây các bạn thấy bọt khí ra đã tạo ra nhiều rồi. Để thấy rõ. Và đó đó là bọt bọt khí. Bọt khí và bạn ạ. Này nhìn không rõ. Cái đầu đen là cực dương của máy hàn, còn đây là cực âm của máy hàn. Nó tạo bọt bọt khí. Đây là cái máy hàn. Máy hàn này. Cái máy hàn là Logi. Welder cái máy hàn đây là 10A đến 100A, này là tăng hết cỡ rồi. Tăng cỡ hết cỡ là tới 150A. Đó, các bạn thấy đây là một cái máy hàn ha. Đó, đang điện điện phân nước. Quay lại điện phân nước đây, từ một cái hú ha. Đó, hai cực cực dương cực âm của máy hàn. Đó, một bong bóng tạo ra, là các bạn thấy không, đây là bong bóng ra rất nhiều rồi đấy. Ở đây là điện phân nước tạo ra hydro oxy.